Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật một chiếc xe lướt đang có mặt tại Auto Trọng Hòa. Với chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, sản xuất là năm 2022. Với ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Về tổng thể sơ qua về nội và ngoại thất của chiếc xe nó vẫn giữ được độ mới. Bác chủ đi rất là giữ gìn, xe đã lăn bánh quãng đường 26.000 km. Dàn nốt của chiếc xe nó vẫn liền đời theo xe. Đây là những chi tiết về đết nốt của chiếc xe thì anh chị có thể tham khảo qua. Đết nốt 2022. Tuy là bản thiếu thôi nhưng mà xe nó vẫn trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ chức năng như là cảm biến trước sau, hệ thống cam đùi. Bên trong thì nó sẽ có màn hình giải trí, vô lăng thì có tích hợp, có giới hạn tốc độ. Rồi là hệ thống đàm thoại. Đấy. Mở cửa thông minh, cánh lái, cánh phụ vẫn mang lại đầy đủ những cái trải nghiệm cho những anh chị và các bạn cần một chiếc xe thỉnh thoảng mình có di chuyển ra ngoài khu đô thị hoặc là đi đường cao tốc thì nó vẫn mang lại đầy đủ những cái trải nghiệm cho anh chị và các bạn. Với bản full thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn hệ thống phanh khoảng cách rồi là duy trì làn đường. Đây là những cái chi tiết về không gian khoang cốp chứa đồ của chiếc xe thì em cũng mở cho anh chị và các bạn tham quan. Với những cái phần thảm sàn bác chủ Bucky đã nâng cấp rồi. Những con ốc đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ nguyên bản. Đấy, chất lượng chi tiết từng phần một của chiếc xe thì em quay cập nhật rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là yên tâm lựa chọn. Những phần ốc bản lề, rồi là những cái chi tiết ốc phần ốc bắt đèn này, rồi những cái phần thảm sàn hay là những cái phần lốp sơ cua đồ nghề của chiếc xe thì nó vẫn còn mới nguyên. Tiến tới cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Đấy, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, giá tiền bây giờ nó cũng rất hợp lý. Nếu anh chị và các bạn mà cùng mua một chiếc xe sản xuất là 2022 mà là số tự động bản 1.8G thì nó sẽ có cái mức giá nó sẽ thấp hơn so với phiên bản V đâu đó khoảng 50 triệu. Đấy, những cái chi tiết về phần bậc lên xuống anh chị có thể nhìn qua. Các đường led nó vẫn giữ được độ đẹp, không hề có hiện tượng bị cháy xước. Ghế ngồi, trần xe thì nó cũng được trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ. Những cái phần thảm, cái phần bọc trần này, rồi những cái chi tiết ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe thì các bác có thể tham khảo qua. Về cơ bản thì bản V này thì nó vẫn đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu sử dụng xe của anh chị và các bạn khi di chuyển. Và những cái tiện ích này nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn tiết kiệm đâu đấy khoảng 50 triệu so với phiên bản cao cấp. Đây là những đường nét chi tiết về phần cánh cửa. Cánh lái của chiếc xe thì nó sẽ có tích hợp cho anh chị và các bạn các phím lên xuống kính, chỉnh gương và gập gương, hệ thống loa giải trí. Bên trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như ghế ngồi chỉnh điện này. Đấy. Rồi là tem mác của chiếc xe thì luôn rõ ràng. Với chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin là một chiếc xe phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Sản xuất là năm 2022. Và những cái phần ốc bản lề và những ốc cọc kèo của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy. Nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là yên tâm lựa chọn. Vô lăng của chiếc xe với những cái chi tiết bọc da và những cái phần tích hợp phím, màn hình vẫn là màn hình zin theo xe anh chị nhé, chứ không có độ đẽo gì cả. Về cơ bản thì chiếc xe nó là vẫn là nguyên bản, không có độ đẽo gì cả. Mọi hiện trạng của chiếc xe đều là theo xe từ đầu. Bác chủ thì cũng rất là giữ gìn, bảo dưỡng định kỳ trong hãng. Nên chiếc xe nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Với cái mức giá bán của chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, hiện tại em đang chào bán anh chị và các bạn là 715 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm. Với những anh chị và các bạn yêu thích bản V thì em cũng có một chiếc cũng màu trắng 2022. Hiện tại đang chào bán anh chị và các bạn là 765 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác, nên anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ theo số điện thoại. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Anh chị và các bạn xem qua mà cần thông tin hỗ trợ thì hãy kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm. Mẫu xe anh chị và các bạn cần tìm em sẽ gửi sớm nhất để anh chị và các bạn có thể cân nhắc lựa chọn mua hay không. Rất cảm ơn anh chị và các bạn.
Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Trong video có sai sót nhỏ, mong anh chị và các bạn bỏ qua giúp em.